Hello, chào tất cả các bạn nhá. Ok, các bạn comment chào thầy cá nhá. Anh em comment chào thầy cá nhá. Nhạc lên nào các bạn ơi. Chào tất cả các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhá. Hôm nay cuối tuần học sinh mình đi chơi sao nhở? Chưa thấy vào học đông đông. Anh em gọi bạn bè mình vào học giúp thầy một cái nào. Hôm nay cuối tuần nhiều cháu đi chơi với người yêu rồi các bạn ạ. Đấy. Mấy hôm trước nay còn đông đông, hôm nay nhiều cháu đi chơi với người yêu cuối tuần xả stress rồi. Ở nhà thầy ơi à. Ấy Bùi Lộc ơi. Bùi Lộc là anh học sinh khóa trước của thầy. Đấy, có hai hai ông học sinh khóa trước đây này. Đây, cái ông đây có một bạn đâu rồi, cái ông Bảo đúng không? Cái thầy vừa nhìn thấy comment của thằng Bảo hơi nách nhưng mà nó trôi rồi. À đây. À thằng Tú. Nguyễn Hoàng Tú này, nó còn để ảnh đại diện với thầy này các bạn này. Ảnh đại diện của thằng Tú là ảnh đại diện với thầy này. Đấy. Để cho bạn xem ấy.
Ui, thằng Tú này nó còn đấy, Tú hơi nách này nó vẫn còn để ảnh bìa là thầy này. Đấy. Tú hơi nách này. Đấy, ảnh này là ảnh mà thầy đi họp đây này. Big họp gặp gỡ tân sinh viên khóa 2K5 em class. Đấy, team hóa thầy Thuận hơi nách. Đấy, anh Tú là học sinh khóa 2K5, đấy, anh vẫn còn để ảnh họp của thầy. Đấy, ảnh đại diện vẫn còn để ảnh chụp chung với thầy, không biết là đăng tin gì đây. Tú đăng tin gì đây Tú? Câu lạc bộ công nghệ kinh tế à? Đấy. Tú học công nghệ kinh tế Hồ Chí Minh. Đấy, nhìn ảnh ngày thầy cười đẹp trai phết đấy các bạn nhỉ. Năm sau thầy vào trong Hồ Chí Minh, Tú nhớ đón thầy nha, Tú hồi nách nhá. Năm sau thầy vào trong Hồ Chí Minh này. Ok. Rồi, hôm nay thầy sẽ chữa đề chuyên đại học Vinh nha các bạn nhá. Các bạn đã làm trước chưa? Anh em đã chuẩn bị cái đề này trước chưa nhỉ? Nguyễn Mạnh bảo em chào thầy, em vừa đi học về. Có nhiều thằng hứa với thầy là tối hôm qua thầy dạy có nhiều thằng bảo tối nay thầy cứ dạy đi, em hứa sẽ học nhưng mà nó lại đi chơi với cờ lớt rồi. Đấy, đã đi chơi với người yêu rồi. Hôm nay rất nhiều thằng hôm qua hứa là sẽ học, đấy không học làm chó, hôm nay là vắng mặt. Không ổn rồi nhá. Ok. Rồi các bạn sẵn sàng chưa các bạn? Anh em sẵn sàng thì comment sẵn sàng một cái nhá. Đấy, comment sẵn sàng cái mình bắt đầu học nào. Anh em comment sẵn sàng cái mình bắt đầu học. Chữ sẵn còn viết sai này. Đấy, comment sẵn sàng cái mình bắt đầu học nhá. Trước khi học thì thầy sẽ ghi một cái comment. Comment nào. Đây các bạn đọc comment xong các bạn làm theo nhá. Đấy, ai chưa cho thầy xin một trái tim thì cho thầy xin một trái tim đi nhá. Đấy, để thi 9 cộng hóa nhá. Ai cho thầy một trái tim vào cái buổi livestream này thì thi 9 cộng hóa. Còn không thì thi chắc 7 cộng 8 cộng thôi nhá. Đấy, các bạn tìm cái comment và tìm cái buổi live này hộ thầy một cái nào. Rồi nha, hôm nay ít bạn học đấy, đúng không? Hôm nay ít bạn học đấy, thì thầy có nói là hôm nay thầy sẽ tặng, đúng không? Đấy, thầy sẽ tặng, đấy thầy sẽ tặng sách bạn nào comment đúng nhiều nhất, nhá. Comment đúng nhiều nhất, một bạn thôi nhá, chỉ chọn một bạn thôi nhá. Comment đúng nhiều nhất thì tặng sách 200k. Hôm nay thầy sẽ tặng cái cuốn sách 200k này. Đấy, à đâu cuốn sách này đâu rồi. Đây nhá. Cuốn này là cuốn Chinh phục 8 cộng hóa tập 1 viết về lý thuyết nhá. Dày hơn 400 trang nhá các bạn nhá. Đấy, đây dày hơn 400 trang này. Đấy, trang 400 này các bạn này. Cuốn này viết về lý thuyết rất là hay này. Đoạn này đang đếm kết tủa này. Đúng không? Đấy, rất là hay. Dạng 10 số thí nghiệm tạo thành kết tủa đấy. Đây sẽ tặng sách cho bạn nào mà tặng sách cho bạn nào mà tặng sách cho bạn nào mà comment đúng nhiều nhất nhá. Cuốn sách này 200k. Đấy, cuốn sách 200k rất là xịn luôn, đúng không? Đấy, dày lắm. Nếu không được ấy, nếu mà các bạn không comment đúng được nhiều nhất ý, thì vẫn có cách khác, đó là các bạn vào nhóm 2K6 học hóa thầy Thuận ấy. Đây này, trong cái nhóm 2K6 học hóa thầy Thuận thì thầy cũng đang có một cái chương trình mà mời bạn bè vào trong nhóm. Đấy, vẫn cũng 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 đang có một cái mini game tặng sách đấy. Đấy, thì các bạn theo dõi cái bài này ở trong nhóm 2K6 học hóa thầy Thuận thì cũng được nhá. Đấy. Các bạn tìm cái bài ghim đầu nhóm ấy nhá, cách đây 2 giờ trước. Tìm cái bài ghim đầu nhóm cách đây 2 giờ trước. Nhưng mà đấy là sau khi mà học xong nhá.
Còn bây giờ chúng ta học đã nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta học comment đúng nhiều nhất để được tặng sách nhá. Nhớ comment nhá. Đấy, ai biết đáp án là không comment đúng không? Thì là học sinh không tốt rồi nhá. Biết đáp án mà không comment thì học sinh không tốt nhá. Ok. Các bạn hứa với thầy là các bạn phải biết đáp án là phải comment nhá. Hứa luôn nhá. Câu số 41. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Dẫn điện tốt nhất thì là bạc. Đúng không? Đấy. Bạc là dẫn điện tốt nhất nhưng mà nó đắt quá nên nó không làm dây dẫn được. Đúng không các bạn? Và dây dẫn của mình ý, nếu mà dây điện cao thế thì thường người ta làm bằng nhôm nhỉ? Còn nếu mà dây điện ở dân dụng thì người ta làm bằng đồng, lõi đồng ấy nhá. Cái đề hôm nay thì các bạn thấy là nó khá là dễ nhá. Đề hôm nay khá là dễ thôi, khá là nhẹ nhàng. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Không tác dụng với NaOH thì nó là muối natri clorua, chứ còn mấy cái này nó vẫn tạo thành kết tủa, cái này vẫn là axit cộng bazơ. Câu số 43 nào. Trong điều kiện thường, ion nào sau đây tính oxy hóa mạnh nhất? Tính oxy hóa mạnh nhất thì tính khử yếu nhất, đúng không? Tính khử yếu nhất là đồng. Còn ion đồng thì sẽ là tính oxy hóa mạnh nhất. Ok bạn Hoài Thương, ok bạn Nê Thanh Loan, câu 42C, đúng rồi em. Câu 43 rồi, câu 44 đi. Các bạn comment đáp án nhanh một chút nhá. Các bạn comment đáp án nhanh một chút, mấy câu đầu này rất là dễ mà. Số oxy hóa của kali thì luôn luôn là dương 1, đúng không? Đấy, kali nhóm 1A mà kim loại thì số oxy hóa luôn luôn dương. Câu số 45, điều kiện thường chất nào sau đây không cộng với KMNO4? Thì KMNO4 này nó làm những chất mà có nối đôi nối ba là mất màu KMNO4. Thầy thấy là chỉ có cái benzen thì nó có nối đôi ở trong cái vòng nên là nó bền, nó cũng không làm mất màu được. Nhá. Đấy. Câu số 46, kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện, tức là kim loại mạnh để kim loại yếu? Thì cái kim loại mà nó được đẩy ra ấy, nó phải là kim loại yếu. Đúng không? Đấy, nên là cái kim loại mạnh kali, bali, magie này nó không đẩy được, chỉ có đồng thôi. Bạn Nguyễn Bình Nguyễn Thanh Bình này comment số câu bên cạnh đáp án đi em. Đừng comment mỗi đáp án không. Đấy, thầy không biết là em comment câu nào đâu. Đúng không? Câu số 47. Metinamin tác dụng với chất nào? Metinamin ấy thì các bạn biết nó là bazơ thì nó tác dụng với axit nhá. CH3NH2. Đấy, các bạn thấy là thầy chăm chỉ nhiệt tình với 2K6 không? Từ hôm mùng 6 Tết nhá, đúng không? Đấy, là hôm nào thầy cũng dạy cho các bạn, đúng không? Đấy, hôm thứ 5 mùng 6 Tết là chữa một đề lý thuyết. Hôm qua đúng không? Hôm qua thì tổ chức thi thử xong chữa luôn cho các bạn. Đấy, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chữa một đề trường chuyên, nhưng mà đề trường chuyên này nó khá là dễ. Cái hôm thứ 5 là thầy còn dạy hơn 4 tiếng cơ, đúng không? Hôm thứ 5 là có Nịch dạy ở trong nhóm luyện đề, dạy 2K liên tục. Câu số 48. Nhỏ vài giọt phenol phthalein vào dung dịch NaOH. Cái này các bạn cẩn thận nhá, cái NaOH này là quỳ nó sang màu xanh nhưng mà với phenol phthalein thì nó thuốc thử nhận biết bazơ là màu hồng nhá. Câu số 49. 49 thì các bạn có là chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1 thì nó có dạng RNH2, đây có nhóm NH2 này. Đúng chưa? Chào bạn Phạm Sương, chào Bùi Phương Thảo. Câu số 51, công thức của etin format là HCOCH5 nhá. Câu này các bạn cẩn thận, các bạn lại chọn metin format là chết đấy nhá. Đây là etin format. Câu số 51. Chất X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo thành tinh bột. Chất X là gì? Đấy, chất X tạo thành trong quá trình quang hợp cây xanh thì nó là CO2. Được chưa? Gây ra hiệu ứng nhà kính mà. Đấy, chất X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất nóng lên đấy các bạn. Câu số 52. Kim loại sau đây không tan trong hạt bốn loãng thì nó là kim loại đứng sau hydro trong dãy điện hóa, nó là đồng. Nhá. Câu số 53. Flux là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong, số nguyên tử hydro trong phân tử flux. Flux thì các bạn biết nó là gì? Đấy, flux thì nó là C6H12O6.
Câu số 53B. Ok bạn Xuân Trường. Sao bạn Thu Trang lại câu 53 chọn đáp án A em? Đấy, comment cẩn thận nhá. Làm cẩn thận nhá. Thế này là toang đấy. Cái bạn Thu Trang vừa nãy đâu rồi? Ông Nguyễn Thanh Bình này cũng câu 53 chọn đáp án A này. Có phải hỏi số carbon đâu? Đúng không? Nhiều ông bị nhầm số carbon à? Có bạn Thu Trang vừa nãy thầy cũng nhìn thấy là đã chọn đáp án A nhé. Đấy. Người ta hỏi số hydro mà. Câu số 54. Thủy phân FeX trong dung dịch nó hát thu được CH5CONa và CH3OH thì công thức đó là CH5COCH3 thôi nhá. Câu số 55, chất nào sau đây thuộc dibenzit, đi tức là có hai mắt xích. Đúng không? Nó là đáp án 55 là C thôi. Câu số 56. 56 thì các bạn có là tơ hôm qua cái buổi dạy lý thuyết đúng không? Đấy, buổi dạy lý thuyết cái chữa cái đề thi thử tối hôm qua ấy, thì ngay câu đầu 1 thầy đã nói rất kỹ về tơ rồi. Tơ nhân tạo thì các bạn có hai loại, đó là tơ vít cô và tơ acetat. Nhá. Câu số 57, chất nào sau đây là muối trung hòa? Muối trung hòa thì cái gốc axit nó không có H. Đây gốc axit có H này. Đúng không? Thì nó gọi là muối axit. Đây muối trung hòa. Câu số 58. Ở nhiệt độ thường kim loại sắt phản ứng với dung dịch sắt ý, thì các bạn nhớ là nó phản ứng được với dung dịch gì? Ở nhiệt độ thường kim loại sắt phản ứng được với dung dịch sắt thì các bạn biết là nó sẽ đẩy được bạc ra khỏi muối nhá. Ok. Câu số 59. Khi nung canxi carbonat ở nhiệt độ 1000 độ C thu được chất rắn E được dùng để khử chua trong công nghiệp. Đấy, thì E là cái gì? Thì các bạn biết là CaCO3 nếu nung đến 1000 độ C thì nó thành vôi sống cộng CO2. Cái này khử chua này. Câu số 60. Công thức nào sau đây gọi là vôi tôi? Đấy, các bạn nhớ này, đây là vôi sống này, đây là thạch cao khan này, đây là đá vôi này, thì đây là vôi tôi, đúng không? Còn mỗi cái này thôi. Đấy, câu 60 nhá, chọn đáp án D. Đấy, 5 điểm đầu tiên rất là nhẹ nhàng tình cảm. Đúng không? Không có câu bài tập nào luôn ấy. Câu số 61, phát biểu nào sau đây là sai nhá. Aminopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Aminopectin ấy. Đấy, thì các bạn biết là mạch phân nhánh là đúng rồi. Đúng chưa? Trong công nghiệp glucose dùng để tráng đột phích nhá. Trong công nghiệp glucose dùng để tráng đột phích là đúng rồi. Nó thủy phân sắc alose thu được glu đem tráng đột phích. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn tinh bột và cellulose đều thu được GNU. Thì cũng đúng này. Đúng không? Đấy, tiếp theo các bạn có đó là saccharose và fructose là cùng công thức đơn giản nhất, cái này không đúng đâu các bạn nhá. Saccharose fruc là C6H12O6 này. Thì công thức đơn giản của nó ấy là CH2O, đúng không? Còn cái này là C12H22O11 ý. Thì công thức đơn giản của nó ấy, nó vẫn là cái này là công thức phân tử trùng với công thức đơn giản luôn. Bởi vì cái O11 này bạn không thể chia được cho số nào nữa. Đúng không? Đấy, nên một chất là có công thức đơn giản là CH2O, còn cái này công thức phân tử là công thức đơn giản luôn, nó không thể chung công thức đơn giản được. Đúng không? Nếu mà chỗ này ấy, đúng không? Mà H24O12 thì nó mới giống được. Nhá. Câu số 62. Chất nào sau đây phản ứng với HCl và phản ứng với NaOH thì là chất lưỡng tính? Muối này có gốc axit có H nhá. Đấy, câu số 63 này các bạn có là gì? Cho hỗn hợp gồm có nhôm và magie tác dụng với lại HCl sau phản ứng thu được 0,3 mol H2. Đấy, số mol HCl đã phản ứng. Thì ở đây các bạn thấy là rất là dễ này, cái số mol bảo toàn H luôn là một phát là xong nhá, đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần bảo toàn H thôi. Bạn suy ra số mol của HCl này nó sẽ gấp đôi số mol của H2. Đấy, thì nó bằng 0,6 luôn. Ok. Được chưa? Rồi, trước khi mà chữa tiếp câu tiếp theo, các bạn cho thầy xin 1 phút nhá, chứ căng nằm thôi, đúng không? Đấy, hôm nay vợ thầy bảo là đấy, anh nhì xì học sinh nhiều thế. Đấy, tặng sách suốt ngày ngồi soạn tài liệu để tặng học sinh, xong dạy lại suốt ngày thế, đã bán được khóa học nào chưa?
Đấy, thì các bạn hình dung là từ 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 Tết đến giờ khóa học nó ế ẩm quá nên là thầy cho thầy quảng cáo 1 phút nhé. Đấy, chứ không vợ thầy sắp đuổi ra khỏi nhà mất rồi. Đấy, chứ hôm nay vợ thầy bảo là anh thầy giáo viên vật lý Vũ Tuấn Anh ấy bán khóa học nhiều lắm rồi đúng không? Dạy dạy buổi nay nào cũng quảng cáo khóa học. Đấy mà em thấy anh dạy nay chẳng bao giờ quảng cáo khóa học gì cả. Đấy, thì hôm nay thầy cho thầy xin 1 phút nhá. Đấy thì thầy đang có khóa luyện đề và khóa tổng ôn. Nhá, đang có khóa luyện đề. Đấy, nhá. Đấy, đang có khóa luyện đề là khóa này T nhá và khóa tổng ôn là khóa này G. Đấy. Còn cái khóa này C là thầy dạy xong rồi nhá các bạn nhá. Đấy, cái khóa này C là khóa cái khóa này C là cái khóa mà dạy lớp 10 dạy chương trình lớp 12 ấy. Thì thực ra là cũng chưa xong hẳn, nó còn 3 buổi nữa. Đấy, thì là chủ thầy sẽ dạy nốt vào các buổi chiều chủ nhật là chiều 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 mai là thầy sẽ dạy một buổi trong khóa này C đấy để cho nó xong khóa này C đi nhá. Đấy thì các bạn thấy là hai khóa học này nhá, đúng không? Đấy thì các bạn đăng ký hai khóa học này. Mỗi khóa là 800k nhưng mà khi đăng ký cả hai khóa thì 1 triệu 6 nhưng mà đang được giảm ấy, đang được giảm là hình như là còn 1 triệu 3 hay 1 triệu 2 thì không nhớ rõ lắm. Nhá. Đấy thì các bạn sẽ được tặng nhá. Đấy các bạn được tặng tặng nhiều thứ đấy nhá. Các bạn được tặng khóa này C nhá. Đấy, khóa này C trị giá 900k nhá. Đấy, khóa này C này là khóa mà thầy dạy chương trình lớp 12 ấy. Đấy, các bạn yếu dạng bài nào khi mà luyện đề các bạn có thể vào xem lại này C nhá. Các bạn được tặng 3 cuốn sách nhá. Đấy, được tặng 3 sách. Trong đó là mỗi cuốn sách trị giá 200k. Đấy. Là 3 cuốn là 600k nhá. Đấy, 3 cuốn sách thì các bạn biết là đây này, là những cái cuốn mà đây. Nó là ba cái cuốn này, này đúng không? Đấy, 3 cuốn rất là dày này. Đấy. Một cuốn là cuốn mà cuốn này là dạy trong nhóm IC này. Cuốn này là cuốn chinh phục 8 cộng tập 1 này, cuốn này chinh phục 8 cộng tập 2 nhá. Đấy thì ba cái cuốn sách này nó là ba cái cuốn sách mà luôn luôn theo các bạn rồi nhá. Đấy, ngoài ra thì thầy sẽ tặng cho các bạn 40 đề quay sẵn nữa nhá. Đấy, 40 đề quay sẵn. Còn cái khóa này T là khóa mà live stream trực tiếp nhá, 40 đề quay sẵn. Ở trên web nhá. Đấy. 40 đề quay sẵn ở trên web. Cái này thì chắc các bạn cũng biết rồi, đây để cho các bạn xem một chút rồi chúng ta học tiếp nhá. 40 đề quay sẵn ở trên web. Đây 40 đề quay sẵn ở trên web đây, các bạn vào cái web này, khi các bạn đăng ký học thì các bạn sẽ có một cái tài khoản. Đấy thì các bạn sẽ vào cái khóa học của tôi này. Đấy thì đây cái khóa học các bạn được tặng đấy, khóa này T này, có 40 đề nhá. Đấy, các bạn sẽ có 40 đề, có tất cả các đề trung học phổ thông quốc gia các năm trước từ năm 2018 đến năm 2023. Rồi có các đề trường chuyên của năm trước nhé. Đấy. Các đề năm đề 8 điểm này là những cái đề mà thầy dạy live trực tiếp này các bạn này. Cái phần đề 8 điểm là những cái đề mà thầy này dạy live trực tiếp. Đấy, cái này là thầy dạy live trước Tết thì bạn nào yếu thì các bạn sẽ xem lại những cái đề 8 điểm này. Còn bây giờ ra Tết là thầy bắt đầu chữa đề khó rồi nhé. Ra Tết là thầy bắt đầu chữa đề khó rồi. Thì các bạn cách đăng ký là em sẽ inbox cho page để đăng ký nhá. Đấy, các bạn nhắn tin cho page để đăng ký nhá. Đăng ký học cùng thầy. Thì chiều mai chúng ta học luôn nhá. Sáng sáng thứ hai thì à tối thứ hai chúng ta luyện đề nhá. Sáng mà chiều mai thì các bạn sẽ học trong nhóm này C cho nó xong đi. Thứ hai thì các bạn sẽ luyện đề ở trong nhóm. Thứ hai là học 2K nhé. Đấy. K đầu tiên chữa đề 8 điểm. K thứ hai là chữa đề khó nhá. Thứ hai là chúng ta sẽ luyện 2 đề luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chữa nha các bạn nhá. Câu số 64. Vừa nãy lúc mà bắt đầu buổi nay là có bạn đã hỏi là thầy thầy hôm nay đã có câu chuyện nào chưa? Ồ hôm nay có một câu chuyện hay lắm các bạn nhá. Hôm nay thầy đi gặp học sinh các khóa trước. Đấy, mời hôm nay đi gặp cà phê gặp học sinh khóa trước. Đấy, những anh chị đã đỗ đại học rồi. Đấy. Có câu chuyện hay lắm, tí nữa thì kể cho. Câu số 64. File sách tổng ôn lý thuyết thì các bạn cứ làm đủ các bước xong các bạn nhắn tin cho page là sẽ được gửi nhá.
Ai mà chưa được gửi thì em nhắn tin lại cho Pết nhá. Cái file lý thuyết đấy các bạn, cái file sách lý thuyết đấy thì các bạn nhắn tin cho Pết. Đấy, thì sẽ được gửi. Câu 64 này. 64 chọn đáp án B à? Ok. Đốt cháy hoàn toàn este mà thu được 0,7 mol CO2, 0,6 mol CO2 và 0,7 mol cần 0,7 mol oxy, thu được 0,6 mol CO2 và 0,6 mol nước, thì CO2 mà bằng nước thì các bạn biết là chắc chắn phải là este no đơn chức rồi. Thầy ăn loại được đáp án này. Đúng không? Bây giờ các bạn tính cho thầy số mol của nhóm CO bằng cách bảo toàn oxy nhá. Thì nó bằng 0,6 nhân 2 là oxy trong CO2 cộng 0,6 nhân 1 là oxy trong nước trừ đi 0,7 nhân 2, tất cả các bạn chia cho 2. Đúng không? 0,6 nhân 2 cộng 0,6 trừ đi 0,7 nhân 2, tất cả chia cho 2, nó bằng 0,2 này. Thì đến đây các bạn suy ra số carbon thì nó bằng 0,6 chia cho 0,2. Đấy, thì bằng 3 carbon. C3H6O2 nha. Chọn đáp án B, đúng rồi. Câu số 65 này. Cho 20 lít dung dịch X ở trạng thái nóng, cho 20 lít chất nóng X vào ống nghiệm có sẵn vài viên đá bọt, thêm H24 vào. Đấy, tức là cái này ấy, là nó thực hiện phản ứng đun trong H24 đặc, thì nó là xảy ra phản ứng tách nước, đúng không? Tách nước của ancol. Đấy, đun nóng sinh ra được hydrocarbon đấy. Có phải ancol các bạn tách nước thành anken, đúng không? Ancol no tách nước thành anken thì nó sẽ làm mất màu cam NO4. Thì cái này chính là ancol. C2H5OH này này các bạn này. Em đun ở 170 độ C nhé. Có H2SO4 đặc. Đấy, thì nó thu được C2H4. Nó tách nước. Và cái hydrocarbon này là mất màu cam NO4 nhá. Tiếp theo này. Cho 7,3 gam amin tác dụng với HCN thu được 10,95 gam muối. Số H thì đến đây các bạn tính được luôn số mol của HCN bằng cách bảo toàn khối lượng nhá. Nó bằng số mol của amin X vì X là đơn chức. Thì nó bằng 10,95 trừ đi 7,3 chia cho 36,5 bằng 0,1, đúng không? Thì nguyên tử khối của X thì nó bằng là 73, 73 thì nó là gì các bạn? C5 đúng không? C5H9NH2 à? Đúng chưa? 12 nhân 5 cộng 9 cộng 16. Không phải. 12 nhân 5 cộng 9 cộng với 16 thì vẫn chưa đủ à? 73 này. 73 trừ đi 16 còn 57. 12 nhân 5 cộng với lại 9. À đây là C4 thì đúng hơn nhỉ? 12 nhân 5 cộng 9. Đâu nhỉ? 73 trừ đi 16 còn 57. Đấy. 57 đúng không? 57 thì 12 nhân 4 cộng 9 thì đúng hơn, đúng không? Cái này sorry các bạn viết nhầm C4. C4H9 thì đúng hơn. C4H9 thì viết nhầm C5. Nó là 11H. Câu số 66 sao bạn Nguyễn Quang chọn đáp án D nhỉ? Đấy, bạn Quang hôi nách này sao chọn đáp án D được? Ông Quang này 66 chọn đáp án D là toàn rồi nhá. 66 chọn đáp án A chứ, đùa nhau à? Câu số 67. Cho 6,72 gam sắt là bao nhiêu mol? Đấy, 0,12 này. Các bạn đem cộng với đồng thì đồng có 0,1 mol thôi, đúng không? Thì đây sắt đẩy đồng. Thì ở đây các bạn thấy là cái này 0,1. Thì cái này nó phản ứng được 0,1 thôi, đúng không? Đấy, nó tạo thành 0,1. Thì cái M này này, nó sẽ bằng M sắt ban đầu là 6,72. Đấy, cộng với lượng tăng là 0,1 nhân với lại 64 trừ 56. Tức là nó lên 0,8 gram, đúng không? Được chưa các bạn? Câu số 68 là các bạn đã được 7 điểm rồi nhá. Số kim loại tan trong nước ở điều kiện thường. Đấy, thì các bạn có natri, Ba này, kali này, sắt đồng thì không tan trong nước điều kiện thường. Nói chung là có 3 kim loại nhá. 3 kim loại tan trong nước điều kiện thường. Chào Đinh Thu Hà, chào Phạm Đỗ Cương, chào Phạm Cường. Rồi. Tiếp theo này, nên mức 7 cộng này.
Thủy phân chất béo thu được C17H33 là thu được Onyx đúng không? Và glycerol. Nói chung là đề này ít nhất các bạn phải được 9 điểm. Vì đề này thì thấy rất là dễ. Đúng không? Ít nhất phải được 9 điểm đề này. Thì đây nó sẽ là C17H33 CO tất cả 3 lần C3H5 nhá. 69C. Câu số 70 này. 70 các bạn có là một câu lý thuyết đếm. Đấy, các bạn nhớ là đề thi ít nhất là có 4 câu đếm nhá. Ít nhất là phải có 4 câu lý thuyết đếm. Đếm đi các bạn, đếm cẩn thận một chút nhá. Đấy, đoạn này toàn lý thuyết đếm thôi này các bạn này. 3 câu đếm liên tục. 3 câu đếm liên tiếp. 3 câu đếm lý thuyết đếm liên tục. Số polymer tổng hợp. Polymer tổng hợp thì cái này là PVC tổng hợp, tinh bột thì là thiên nhiên rồi. Polycaproamid, cái này cũng là polymer tổng hợp nhá. Cái này là đúng không? Cái này thuộc loại polyamid. PE này cũng tổng hợp này, polyethylene này. Cellulose chi acetat, cái này bán tổng hợp các bạn nhá. Nylon 66 là tổng hợp. Cái này chính là tơ acetat thì nó là bán tổng hợp, còn tinh bột nó là thiên nhiên. Thế vậy thì có 4 nhá, có 4 chất. 70C có 4 chất. Câu số 71 các bạn đếm nhá. Này, các bạn đếm cẩn thận nhá. Cái này nó cho 5 cái thôi đúng không? Nó bắt là sau phản ứng xảy ra hoàn toàn số thí nghiệm thuộc dung dịch chứa một muối. Đúng không? Đấy, thì các bạn nhớ nhá, kết tủa nó sẽ không nằm trong muối nhá. Ví dụ nhá, các bạn hiểu là ví dụ có CaCO3 chẳng hạn thế, hoặc là BaSO4 ấy thì nó cũng là muối. Nhưng mà đây nó là muối kết tủa thì nó không nằm trong dung dịch. Các bạn nhớ nhá. Kết tủa thì nó không nằm trong dung dịch. Đúng không? Cái này thì nó chứa một muối là được, đúng không? Còn nó chứa các chất tát khác thì kệ nó, đúng không? Miễn sao một muối là mình tính. Còn ví dụ nó chứa NaOH, KOH, nó không phải là muối thì kệ nó, đúng không? Mình chỉ đếm số muối thôi. Câu số 71 này ai làm được à? 71 này cẩn thận nha. Bảy mốt chọn đáp án D, bạn Thuận Quốc, bạn Nguyễn Minh, bạn Phạm Cường. Đấy, đa phần là các bạn ý đều chọn đáp án D. Các bạn khác comment thầy xem nào. Comment được tặng sách đấy. Anh em comment cho thầy xem nào. Võ Thành Tài 71D, ok. Các bạn đếm chuẩn phết nhở. Đếm ghê phết nhở. Đây nhá, các bạn có này, sắt vào dung dịch muối đồng dư ấy thì các bạn biết là chắc chắn thu được FeSO4. Đúng không? Đấy, cộng với lại đồng, nhưng mà nó sẽ có COSO4 dư nữa. Nên là cái này sẽ thu được hai muối rồi. Không được, sục CO2 và KOH, CO2 dư thì nó thu được KHCO3, cái này thỏa mãn này. Cái này thỏa mãn này. N2CO3 và KHSO4 thì chắc chắn là nó phải thu được N2SO4. Đấy, cộng với lại K2SO4 rồi. Đúng không? Cái này sai rồi. NHC3 và COH tỷ lệ mol 1:1. Đấy, thì các bạn hiểu là nó sẽ một cái H này này, nó sẽ cho vào một nhóm OH và nó vẫn còn một nhóm OH tự do thì nó kết hợp với natri thì nó thành NaOH. Đấy, cộng với lại CaCO3 cộng với lại nước. Thì lúc đầu thầy có nhắc các bạn là cái muối đây, đây nó chỉ có một muối, nhưng cái muối này lại không được tính vì nó là muối kết tủa. Đúng không? Muối kết tủa thì nó không nằm trong dung dịch. Nếu mà cái này mà đếm số thí nghiệm thu được một muối thì cái này thu được một muối là đúng. Nhưng mà nó bảo là dung dịch thu được một muối thì lại sai, bởi vì cái muối kết tủa nó không nằm trong dung dịch. Đúng không? Tương tự như thế thì cái nhôm cộng HNO3 ấy, mà các bạn thấy là nó không sinh ra khí thì chắc chắn là nó phải sinh ra NH4NO3 là sản phẩm khử. Đúng không? Và chúng ta luôn luôn có muối nhôm nitrat đấy nữa, nên nó phải là hai muối. Câu này cũng gạch. Thì ở đây chúng ta sẽ có một muối duy nhất, đó là muối B thôi. Đáp án B là chính xác nha. À, đáp án C có phát biểu B là chính xác thôi. Được chưa? Câu số 72 này. Câu số 72 các bạn có là gì đây? Đấy, số phát biểu đúng. Cái này người ta cho các bạn liên quan đến phát biểu liên quan đến polymethylmethacrylate là polymer được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ này, đúng không? Sản xuất kính máy bay, kính ô tô, các thứ. Lăng giả. Cho các phát biểu sau này. PMMA tức là thủy tinh hữu cơ thuộc loại polyamide là sai nhá, thuộc loại polyester. Đấy, cái này sai này. Methylmethacrylate trắng bạc thì không, nó không phải là ester của acid formic. Đúng không? Một mắt xích
thì có phần trăm khối lượng carbon. Cái này ấy, thực ra nó metin meta clinat ấy, nó chính là C5 H8 O2, nguyên tử khối là 100 mà 5 nhân 12 carbon là 5 nhân 12. 5 nhân 12 chia cho 100. Đấy, thì nó bằng 60 nhân 100 ấy. Thì nó bằng 60% là đúng rồi. Thế đúng này. Phản ứng tổng hợp metin thủy tinh hữu cơ từ metin meta clinat là phản ứng trùng ngưng là sao nhá, trùng hợp. Từ từ axit meta clinic và methanol có thể điều chế trực tiếp được metin meta clinat. Cái này đúng này. Đấy, thì có hai phát biểu đúng là 3 và 5. Đúng chưa? Đấy, Nguyễn Thanh Bình câu 72C đúng rồi nha. Câu số 73 phát biểu nào sau đây là đúng này. Gliana có phản ứng màu bi lê, dipeptide thì không thể phản ứng màu được, đúng không các bạn? Đấy. Phân tử nisin có 4 nguyên tử oxy. Nisin thì chỉ có nisin là C6H14 O2N2 thôi. Nó không phải có 4 đâu, nó có 2 này. Dipeptide thì không phản ứng màu rồi. Ana có công thức, cái này là công thức của Gli rồi, chắc chắn đáp án này. Vinin là hợp chất lưỡng tính. Vanin, sorry. Vanin là hợp chất lưỡng tính. Amino acid là lưỡng tính, đúng rồi nhá. Ôi, đoạn này còn đấy. Đoạn này chúng ta còn, ui đề này các bạn thấy là đến đây là các bạn được mấy rồi? Đến đây là các bạn được 76, 77, 78, 77, 78, 79, 80. 77, 78, 79, 80. 4 câu nữa. Ui đến đây là các bạn được 9 điểm rồi này. Đề này các bạn thấy là được 9 điểm. Nhẹ nhàng tình cảm không? Đúng không? Đề này được 9 điểm. Quá nhẹ nhàng tình cảm luôn ấy. Đúng chưa? Đấy, làm thêm 3 câu nữa là 9 điểm rồi. Câu số 74. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự ăn mòn điện hóa học? À chỉ, sorry các bạn. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học, tức là nó không có ăn mòn điện hóa. Đúng không? Thì là kẽm đẩy đồng thì đồng bám vào kẽm là nó có ăn mòn điện hóa nhá. Đấy, sắt đẩy đồng, đồng bám vào kẽm, đồng đẩy bạc, bạc bám vào, đúng không? Đồng, chỉ có cái này đồng cộng muối sắt 3 thì nó thu được FeSO4. Đúng không? Cộng CuSO4. Thì cái đồng này nó không thể đẩy được sắt nữa. Nó chỉ dừng lại ở muối sắt 2 thôi, thì các bạn thấy là nó không còn kim loại. Không có hai điện cực thì không thể có ăn mòn điện hóa được, thì nó chỉ có ăn mòn hóa học. Đấy, câu 74D. Đúng chưa? Đấy, phân tích thế các bạn có hiểu không? Đấy, câu số 75 này. 75. 75 thì các bạn thấy là số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Đúng không? Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Thì các bạn chỉ cần biết nó có phản ứng với nhau hay không thôi, đúng không? Cái này là CH5 là amin là bazơ nó cộng với axit, chắc chắn có phản ứng rồi. Cho NH vào dung dịch saccharose thì cái này hôm qua thầy có lúc cái buổi dạy lý thuyết của cái hôm thứ năm ấy, thầy có dạy các bạn là cái carbonylat nó không thể phân trong môi trường bazơ. Đúng không? Đấy. Chỉ có este ấy và peptide thôi là thủy phân trong môi trường bazơ thôi. Nhỏ dầu dừa vào H24 loãng thì đun nóng thì nó có phản ứng thủy phân chất béo nhá. Nước bromoanin thì có kết tủa trắng. Đấy, NaOH và lòng trắng trứng thì các bạn biết là nó xảy ra phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Đấy, cái peptide này với lại protein, lòng trắng trứng là protein, nó thủy phân trong môi trường kiềm. Đúng chưa? Đấy, nước ép quả nho chín thì phản ứng trắng bạc bởi vì nước ép quả nho chín là glucose thì nó có nhóm chức anhydride. Nhá. Đấy, câu 75 này sao chọn đáp án A được? Sao bạn Quốc Thuận chọn đáp án A nhỉ? Nhiều bạn chọn đáp án A quá. Phải là đáp án D chứ em. Đúng không? Cái đây là phản ứng axit bazơ nhá. Đúng không? Đây là phản ứng thủy phân trong môi trường axit của chất béo nhá. Đây là phản ứng cộng brom kết tủa trắng nhá. Đây là phản ứng của peptide thủy phân trong môi trường kiềm nhá. Đúng không? Protein. Đây là phản ứng trắng bạc nhá. Đấy. Được chưa? Câu này nếu bạn nào học với thầy tối hôm qua ấy, là các bạn tham gia thi thử với thầy tối hôm qua thì chắc chắn em làm được câu này. Đúng không? Câu này giống câu tối hôm qua thầy cho các bạn không? Đấy, các bạn còn nhớ cái đề tối hôm qua cũng là mấy chất đều có, đúng không? À, mấy chất này có 4C nhưng mà A đâu? Chất này có không có? À không, thế cũng không giống như câu hôm qua lắm. Nhưng mà nó giống ở một điểm là các bạn cũng phải tính K nhá. Có phải hôm qua là các bạn cũng phải tính K không? Nhưng hôm qua các bạn tính K ấy, bằng cái cách là nó bằng hai lần carbon cộng 2 trừ đi H cạn chia 2 đúng không?
Bài hôm qua các bạn vẫn phải tính ca. Đấy, xong là tìm ra công thức phân tử của cái chất dĩ khác đi. Nhưng bài này các bạn nhớ là vẫn phải tính ca nhé. Nhưng các bạn sẽ tính ca theo cách khác. Bởi vì bài này nó cho số mol C2 và cho nước. Đúng không? Còn bài hôm qua nó không cho C2 và nước. Thì nếu cho C2 nước thì các bạn tính áp dụng công thức này, số mol chất x bằng số mol C2 trừ đi số mol của nước chia cho K trừ 1. Đấy, cái cách này tính K nhanh hơn. Trong trường hợp nó cho số mol hỗn hợp này, cho C2 và cho nước thì các bạn dùng cái công thức này nha. 8,1 8,1 chia 18 này, 0,45 này. Ok, thì ở đây các bạn thấy nhá, các bạn áp dụng cái công thức Hồi Nách này, thầy gọi là công thức này, công thức Hồi Nách nhá. Áp dụng công thức Hồi Nách thì ta có là số mol của x là 0,25 này. Nó bằng số mol CO2 là 0,45 trừ nước là 0,45 chia cho K trừ 1. Đấy, mà cái tử này bằng 0 thì suy ra K trừ 1 bằng 0 đúng không? Đấy, 0 chia cho K trừ 1 nó tức là 0,25 nhân K trừ 1 bằng 0. Đúng không? Các bạn nhân chéo lên này, 0,25 nhân K trừ 1 nó bằng 0. Thì K trừ 1 cái biểu thức trong ngoặc này nó phải bằng 0. Đúng không? Thì K bằng 1. Đấy. Tức là cái này có K bằng 1. Đúng không? Đấy, thì ở đây các bạn sẽ tính cái số mol brom ấy. Đúng không? Số mol brom. Brom này bạn tính cho là 0,25 mol. 0,25 mol hỗn hợp ấy thì nó sẽ bằng 0,25 nhân với lại 1 bằng 0,25. Nhưng bạn đừng có chọn đáp án 0,25 là sai nhé. Bởi vì cái 3,78 này này nó không ứng với lại. Các bạn phải tìm mx ứng với lại 0,25 này, các bạn tính như thầy xem nhá. Đây các bạn lấy 0,45 này nhân với 12 cộng 0,45 nhân 2 là h này, nó bằng 6,3. Đấy. Thì các bạn phải nập một cái tỷ số là 6,3 chia cho 3,78 ấy nó bằng bao nhiêu? Nó gấp bao nhiêu lần? Thì nó gấp hình như chưa đúng à? Số lẻ đấy nhờ. 3,78 thì bấm nhầm. Thì nó gấp 5/3 này, bằng 5/3. Thì suy ra cái số mol brom ấy em tính với lại 3,78 ấy nhá. Thì nó sẽ phải bằng 0,25 chia cho 5/3. Đúng không? Nó bằng 0,15. Đấy. Được chưa? Sao lại k khác 1 em? Sao lại phải điều kiện k khác 1? K không cần khác 1 đâu. K bằng 1 nó là ăn ken được mà em. Sao điều kiện k phải khác 1 được? Đấy. Nào các bạn đã được 9 điểm rồi ấy nhá. Đấy, các bạn thấy là các bạn được 9 điểm nhẹ nhàng tình cảm không? Tất nhiên là cái đề này nó dễ thôi, chứ thực ra là đi thi đi các bạn hiểu là 9 điểm cực khó luôn. Thầy giảng lại chỗ 6,3 giúp em á. Cái 6,3 này này nó bằng m carbon mà em, cộng với mh mà. Thì m carbon là 0,45 nhân 12. Đúng không? mh là 0,45 nhân 2. Em hiểu không? Cái 6,3 này là khối lượng của hỗn hợp X. Khối lượng hỗn hợp X này ấy, thì nó bằng carbon. Bởi vì các bạn hiểu là trong cái này đều là hydro carbon mà. Thì nó bằng carbon cộng với H. Đúng không? Carbon thì nó bằng số mol của CO2. Còn H thì nó gấp đôi số mol nước. Các bạn Minh Khánh đã hiểu chưa? Ok nha. Đi thi đề này hên là tầm 6 điểm. Ok, đấy bây giờ chúng ta chuẩn bị chuẩn chuẩn bị chuẩn bị sang phần 9 điểm nhá. Trước khi sang phần rất là căng thẳng đấy, đấy thì chúng ta thầy chia sẻ một câu chuyện đấy. Đấy để bớt căng thẳng đi, để bớt run rẩy đi một chút nhá. Đấy thì hôm nay ấy, là thầy có đi gặp các học 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 sinh khóa 2K5. Đấy, học sinh khóa 2K5. Nó mời thầy đi cà phê. Thì khi mà đi cà phê ấy, đấy thì cái câu chuyện nó xảy ra như sau các bạn ạ. Có một cái con bé nó dẫn người yêu nó đến. Đấy, thì thầy biết là người yêu nó rồi đúng không? Đấy. Lần cái lần ọp đi xem phim ấy thì chưa có người yêu, nhưng mà nên sinh viên là có người yêu rồi các bạn nhá. Đấy, có người yêu rồi và dẫn người yêu đi gặp thầy cùng với lại mấy đứa nữa cơ. Đúng không? Đấy, cả một đám khá là đông. Đấy. Nhưng mà cái câu cái
Đúng là mình nhận thấy cái câu mà chia sẻ rất là đúng đấy, tức là ở quê khi mà các bạn nên học ấy thì bố mẹ có dặn là con ơi nên đấy Hà Nội đấy đấy nhiều lừa đảo lắm đúng không đấy, với lại tập trung mà học thôi, xa bố mẹ rồi không có ai bảo ban nữa thì thôi đừng có yêu đương nữa, tập trung học thôi. Nhưng mà các bạn thề với các bạn luôn, sau này các bạn cũng thế, đặc biệt là mấy bạn nữ đang xem livestream đấy, bố mẹ mà có dặn như thế nào đi chăng nữa thì các bạn hình dung là sau này các bạn nên đi học, đặc biệt là mấy bạn nữ đúng không đấy. Thì các cụ đã dặn rồi là gái gặp hơi trai như thài nài gặp cứt chó thôi, các bạn hình dung không? Đấy. Cái bông hoa thài nài thì nó luôn luôn hướng về bãi cứt chó các bạn nhá. Đấy. Nên là các bạn thấy rằng các cụ đã nói cấm có sai, gái gặp hơi trai như thài nài gặp cứt chó, các bạn ạ, không thể chịu được đâu nhá. Mẹ có dặn như thế nào đi chăng nữa, dặn dặn thủng màng nhĩ đi chăng nữa. Đấy, là nên đại học thì đừng có yêu đương gì cả, nhưng mà cứ gặp thằng đẹp trai là xỉu. Nhá. Đấy. Mẹ có dặn như thế nào đi chăng nữa thì nên đại học, cứ gặp thằng đẹp trai tán là xỉu, không chịu được. Đấy thì các bạn hiểu là hôm nay là cái con bé đấy đấy là mới có mấy tháng rồi, hôm trước là nó còn đi học đi họp với thầy, nó còn chưa có người yêu, nó còn bảo thầy thầy đi họp thầy nhớ giới thiệu người yêu cho em nhá. Đấy đúng không, đấy xong nó thầy bảo ok, nó còn bảo thầy là em trêu thế thôi chứ mẹ em dặn là không được yêu nên đại học không được yêu đâu thầy ạ. Thế mà hôm nay nó đã dẫn một thằng đến rồi, thầy biết thừa nó là người yêu nhưng mà thầy nó lừa dối thầy đấy, nó bảo là nó không yêu đấy, nên là thầy 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 kệ nó, với cả những mấy đứa dẫn người yêu đến thì cũng chẳng ai quan tâm cả đâu đúng không. Nhưng mà hơi hài hước một chút đó là cái bạn nữ đấy, bạn ấy dẫn người yêu đến đấy thì các bạn biết là thầy thì thầy cứ nơ đi rồi đấy, nói chung là cái bọn có người yêu là thầy không thích đấy, nên là thầy cứ nơ nơ đi. Bọn khác cũng thế nhá, mấy mấy đứa khác nó cũng thế, nói chung là chẳng ai để ý đến người yêu của nó cả, các bạn hiểu đúng không đấy. Và người yêu của nó thì không quen nhá, không không hề quen, không hề quen cái đám mà thầy gặp đấy mà nó dẫn đến, nên là chẳng ai để ý đấy, có thể là bọn kia nó cũng cay cú đấy, kiểu kiểu như thế, nó không thích nên là chẳng ai để ý cả. Thì cái đứa bạn này bạn ấy cứ tìm cách để bạn ấy giới thiệu với thầy đấy, các bạn hiểu không đấy, thế chẳng ai để ý cả, thế có mỗi thầy chả nhẽ nó lại giới thiệu với mấy đứa kia thì hơi 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 buồn cười, nó tìm mọi cách để nó giới thiệu với thầy đấy, thì sau một lúc không ai để ý thì nó cuối cùng thì nó cũng dẫn đến nó dẫn đến nó giới thiệu với thầy đấy, nó bảo chính thức giới thiệu với thầy đây là người yêu của em đấy, mới yêu nhau được tầm một tháng thôi thầy ạ, đấy thầy thấy bạn nam này thế nào đấy, kiểu như thế. Thì các bạn hình dung là các bạn biết người yêu của bạn ấy như thế nào không đấy, thì sau đấy bạn ấy có giới thiệu là thầy bạn ấy có giới thiệu là bạn này học trường này trường kia đấy, các bạn hình dung không, xong bạn ấy bảo thầy là thấy thầy thầy nhìn bạn này có dễ thương không đấy, kiểu kiểu như thế đấy, thì chết rồi các bạn ạ đấy. Xong là bạn bạn nữ bạn ấy bảo với thầy là bạn ấy dễ thương lắm thầy ạ đấy, nói chung là các bạn hiểu là yêu đương con gái nó yêu đương nó bị yêu vào nó bị mất lý trí, các bạn hình dung không đấy, yêu vào nó bị ngu ngu đi sao ấy đấy nhá, kiểu kiểu như thế đấy, yêu lại cứ chọn cái mấy cái thằng dễ thương thì vứt rồi các bạn nhá. Đấy, yêu mà chọn mấy thằng dễ thương thì vứt, các bạn này. Dễ thương thì vứt cho chó nó ăn, đúng không? Nói chung là con trai thì không cần phải dễ thương là mày bọn mày xem phim Hàn Quốc nhiều rồi, đúng không? Đấy, con trai thì nó phải không cần phải dễ thương nhá. Đấy. Dễ thương thì các bạn hình dung là cháy nhà thì nó chui vào gầm giường mất, các bạn hình dung không? Yêu mấy thằng dễ thương thì đảm bảo các bạn luôn. Cháy nhà thì các bạn hình dung là nó chui vào gầm giường mất, đấy. Nên là không ăn thua. Nhưng mà cái câu chuyện nó không dừng ở đấy nhá. Đấy thì nó giới thiệu người yêu với nó bảo là người yêu nó dễ thương không thầy, bảo dễ thương thì vứt. Đấy xong nó bảo với thầy là gì nhỉ? Người yêu em dễ thương đấy, được dễ được cái dễ thương thì ạ, học thì không giỏi lắm. Đấy tôi bảo học như nào? Thì nó bảo là học trường này trường kia, đấy không giỏi lắm, học ngu nhất lớp thì ạ. Nhưng mà lại có một câu sai lầm nữa, nó bảo nhưng mà được cái anh ấy khỏe. Thế thì chết rồi các bạn ạ. Nó bảo người yêu nó là học thì ngu nhất lớp. Đấy nhưng mà thi lại mấy môn rồi nhưng mà được cái dễ thương và khỏe nữa đấy, thế thì chết rồi các bạn nhá. Đấy nói chung là các bạn hình dung không, thầy thì thầy không nói dám nói gì nhá, thầy thì thầy không nắm rõ gì, thầy không dám chê gì cả, nhưng mà thầy nghĩ bụng ấy bảo là nghĩ bụng chỉ dám nghĩ bụng thôi, cười à không phải cười mà thầy nghĩ bụng thôi, thầy bảo là gì, thầy bảo là thầy nghĩ bụng thầy bảo là mày cho thầy một cái ngày sinh nhật của cái thằng người yêu mày. Đấy, đến cái ngày sinh nhật nó thầy tặng cho nó hai cái sừng, các bạn hình dung không? Đấy, thiếu đúng hai cái sừng nữa là con bò. Đấy, nó bảo là học thì ngu nhất lớp.
Đấy, hay đi chạy Grab để kiếm tiền học lại thế ạ. Đấy, đa phần là không qua môn. Đấy. Đấy, nhưng mà các bạn để ý là mấy cái thằng đấy nó lại tán gái rất là giỏi nhá. Các bạn hình dung không? Mấy thằng đấy lại tán gái thần sầu luôn. Các bạn hình dung không? Mấy thằng học kém kém, học ngu ngu ấy, học tán gái rất là giỏi. Đấy, nên là con gái, các bạn hình dung là con gái nó yêu bằng tai mà, nó không yêu bằng lý trí đâu. Đấy, các bạn hình dung không? Người ta bảo con trai thì yêu bằng mắt, đúng không? Con gái thì yêu bằng tai. Đấy, nên là các bạn hình dung là yêu mấy cái thằng thiếu đúng hai cái sừng nữa là con bò, nhưng mà suốt ngày mang đi khoe. Đấy, chết dở. Người ta bảo là tuổi trẻ các bạn ạ, người ta bảo là tuổi trẻ là phải sai lầm, mà không sai lầm thì không phải là tuổi trẻ. Nhưng mà có những thứ là mình không được phép sai đâu các bạn nhá. Đấy, có những thứ sai là phải trả giá rất là đắt đấy các bạn ạ. Đúng không? Đấy, ví dụ như các bạn hình dung là chọn đại học sai này, chọn cái trường đại học sai, tức là mình chọn nghề sai. Ở trong cuộc đời có mấy thứ quan trọng là chọn vợ này, chọn chọn nghề này, đúng không? Đấy, những cái thứ đấy mà các bạn chọn sai là các bạn phải trả giá rất là đắt nha. Đấy, ngày xưa thì các cụ bảo chọn trâu chính là chọn nghề đấy, đúng không? Và chọn vợ đấy là những cái việc xây nhà nữa, là ba việc trọng đại trong cuộc đời, đúng không? Đấy, xây nhà thì không nói làm gì, nhưng mà chọn nghề với lại chọn vợ mà chọn người yêu mà chọn sai thì phải trả giá rất là đắt đấy. Có những đứa phải trả giá bằng cả thanh xuân đấy, các bạn hình dung không? Đấy, xong là yêu phải mấy cái thằng mà học ngu ngu, mà đến cái lúc mà chia tay nó cục xúc lên thì các bạn hình dung là nó chặt đầu luôn đấy nhá, phải trả giá rất là đắt đấy. Ok, rồi tiếp tục câu số 77, câu số 78, câu số 79, câu số 80. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Đấy, nhưng mà các bạn thấy là những cái câu này các bạn phải cần một cái tư duy chiến lược. Tư duy chiến lược tức là mình chưa làm, mình phải biết là câu nào dễ, câu nào khó để mình làm trước. Để thấy thấy là cái câu này là câu chính là câu H3. Câu này chính là cái câu ST, thì thôi có mấy câu này lý thuyết đếm, mấy câu này đồ thị nó dễ hơn thì mình làm trước đi, đúng không? Đấy, nên thầy sẽ chữa 79 80 trước khi mà thầy chữa câu khác nha. Đấy, chữa 79 80 trước được không? 79 80 trước nha. Cho nó đẹp trai. Câu này thì cái câu ấy, cái câu này khá là giống cái câu mà cái kiểu của nó giống như cái câu mà năm ngoái thầy ôn cho trúng tủ. Đúng cái hôm trước buổi thi là cái câu tìm chất này, cái bài ghim ở đầu page của thầy, các bạn lướt các bạn xem nhé, bài ghim đầu page của thầy. Cái câu này năm ngoái thầy dạy các anh chị trong khóa học ấy, đúng cái buổi tối hôm trước, thì tối hôm sau nó thi gần như giống 100% ấy. Đấy, bọn nó còn bảo thầy biết đề nhưng mà thầy không biết đề đâu. Đấy, chỉ là tình cờ thôi nhá. Biết đề làm sao được em, đúng không? Đấy, cái câu tìm chất năm ngoái thầy ôn đấy là gần như trúng 100%. Nó giống giống hệt các phát biểu luôn ấy, và giống 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 cái chất X này giống 100%. Còn cái phát biểu này nó cũng gần như giống 80-90%. Đấy. Mà nếu mà ôn trước đó lâu thì không sao nhá, nhưng mà ôn đúng cái hôm trước ngày thi. Đấy. Cái ngày thi là cái ngày 28, thì cái ngày 27 thầy chữa cái câu đấy. Rất là trùng hợp luôn. Thì cái câu này các bạn thấy là nó cho nguyên tử khối X là 144, cho phần trăm carbon hydro oxy rồi. Thì các bạn tính cho thầy số carbon nhá. Các bạn lấy này, 144 này nhân với 0,5, đấy 50% mà, chia cho 12 thì số carbon là 6. Đấy, dựa vào cái phần trăm này nhá, các bạn suy ra công thức này, C6 này, H mấy, O mấy nhá. Đấy, 0,555 này, à đâu, lấy 5,55 chia 100 này, nhân 144 này, nó bằng 8, H8 này. Đấy, thì bây giờ bạn chỉ cần lấy 144 này trừ đi 12 nhân 6 trừ đi 8 chia 16. Đấy. Thì chia 26 thì bấm nhầm rồi. 64 chia 16 nó bằng 4. C8H6O4 thì các bạn tính K cho thầy xem nào, K nó bằng 7. 26 12 cộng 2 là 14, 14 trừ 8 bằng 6 chia cho 2 là bằng 3, K bằng 3. K bằng 3 thì nó có hai nhóm CO và một C nối đôi C, đúng không? Đấy, thì cái X này cộng với NaOH này nó thu được X1, X2 và X3 này. X1 là muối này, bởi vì nó axit hóa. X2 cũng là muối. X3 này chắc chắn là anhydride trắng bạc. Mà các bạn nhớ là cái X3 này này nó trắng bạc nhá, thì nó không thay đổi số carbon, nó ra được X6. Tức là X6 là muối amoni. Xong X6 này các bạn cộng HCN nó lại quay lại X4. Đúng chưa? Đấy. Thì tức là các bạn hiểu ấy, là cái X4 này này với cái X3 này nó phải cùng carbon nhá. Mà x1 ý, thì ra được x4. Đúng không? Tức là x1 với x3 này nó phải cùng số carbon này các bạn này. Hai cái này phải cùng số carbon. Cùng carbon đúng không?
Đấy. Tức là nó ra được hai muối. Mà cái này nó phản ứng đúng theo tỷ lệ mol nhé. Tỷ lệ mol ở đây cái này trắng bạc thu được một bạc, tức là nó là anhydride đơn chức. Tức là cái này tạo nên từ muối đơn hai muối này, hai muối đơn chức. Đấy, hai muối đơn chức và một cái thằng anhydride đơn chức thì chắc chắn là cái này phải là cái chất X này nó phải là kiểu tạp chức. Bởi vì nếu mà nó là este bình thường ấy thì nó phải là thu được hai muối và ancol hai chức chứ, đúng không? Nhưng mà ở đây nó lại thu được anhydride đơn chức thì nó phải là cái kiểu tạp chức. Cái X2 này nó phải là muối tạp chức này để nó ghép này. Đúng không? Cái này thì bạn gặp rất là nhiều lần rồi. Chất của em đây nó chính là CH3 nhé. Bởi vì hai chất này nó phải cùng C, tức là cùng 2C thôi các bạn, đúng không? Còn chỗ này nếu mà là HCHO 1C ấy, thì nó phải tạo ra 4 bạc. Đúng không? Nên nó phải 2C. CH3CO này. CH2 này. CO này. C2H3 đúng không? Đấy, cái này thì nó tạo ra các chất đều có 2C. Đúng chưa? Đấy, nó tạo ra CH3 này. CONA này. Cộng CH2COONA này. Liên kết OH này. Cộng CH3CHO này. Được chưa? Thì cái này nó thành CH3 COOH. Đúng không? Cái này axit hóa thì nó thành CH2 COH liên kết lại OH. Đấy, cái này trắng bạc thì nó thành ở đây, nó thành X6 là CH3 CONH4. Xong nó lại quay lại được. Axit hóa thì nó lại quay lại được, đúng không? Nó lại quay lại được axit này. Đấy, thì bây giờ các bạn đi được phát biểu thôi. Đây là chất X nhá. Đây là chất X1 nhá. Đây là X2 nhá. Đấy, đây là X3 nhá. Đấy, thì X1 này các bạn thu được X4 nhá. X3 thì các bạn thu được à, X2 thì thu được X5 này, X3 thì thu được X6. Đấy, cho các bạn đi được phát biểu. Tên gọi của X4. X4 đây các bạn có này, nó là axit. X4 axit propionic. Axit này là axit acetic chứ không phải propionic, cái này sai này. Đúng chưa? Câu 79 chốt B à? X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức, đúng rồi, nó có nhóm OH, nhóm COH, chuẩn chưa? Nhiệt độ sôi của X3 cao hơn ethanol, X3 là axit. À, X3 là anhydride thì nó không thể cao hơn ethanol được nhá. X2 có số nguyên tử carbon bằng oxy. X2 này các bạn thấy này. Trong cái chất X2 thì nó có 2C thôi mà nó có 3O. Nó không được. Đúng không? Đấy. Đấy là câu số 79 nhá. Được chưa? Câu 79 này ok chưa? Có bạn nào không hiểu không? Ai không hiểu comment cho thầy biết nhá. Có ai không hiểu không? Câu này tìm chất cũng dễ mà. Các bạn luyện nhiều cái phần tìm chất này nhá. Đấy. Trong cái sách mà các bạn đăng ký học ấy, đấy là có cái phần tìm chất này nhiều lắm đấy. K tính K này, tính K này nó bằng 2 lần carbon cộng 2 trừ H thôi, đúng không? Chia 2 thôi. Ok, bây giờ sang câu đồ thị nhá. Câu đồ thị thì các bạn nhớ này. Cái câu đồ thị ở đây các bạn để ý nhá. Cái câu này thầy có đăng page đấy, nhưng mà các bạn có xem ở trên page các bạn có hiểu không? Đấy, nếu mà chưa hiểu thì bây giờ nói thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì viết ở trên page ý, thì nó không diễn tả được hết. Nhá. Câu số 80 này. Câu 80 này các bạn thấy là cho C2 và dung dịch BaOH và NaOH, cái này rất là quan trọng nhá. Đấy, cái này cái tỷ lệ nồng độ này rất là quan trọng, 0,75m và 1m. Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa vào thể tích CO2 được biểu diễn như cái đồ thị này. Đấy, em chưa hiểu câu 80, ok, bây giờ em sẽ hiểu nhá. Nhưng mà noát tầm 6 phút mới được một câu hơi nâu thầy ạ. Ok, bạn Mạnh Thắng. Thì ở đây các bạn nhớ này, cái chỗ này là khối lượng kết tủa, còn cái chỗ này B cộng 6,72, đây là chỗ này là A này, tức là cái thời điểm M kết tủa thì nó tương ứng với lại A. Đúng không?
thời điểm 3m nó tương ứng với a cộng b, còn thời điểm mà nó tan còn 2m thì nó tương ứng với lại b cộng 6,72. Cái này 6,72 thì em đổi sang mol là b cộng 0,3 mol đúng không? Đấy. Thì các bạn nhớ là cái này nó có 3 giai đoạn nhá, đồ thị này có 3 giai đoạn. Đấy, cái này có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là hình thành kết tủa, giai đoạn 2 kết tủa giữ nguyên, giai đoạn 3 là hòa tan kết tủa. Thì em phải hiểu cái phương trình của nó là gì. Nó là CO2 cộng BaOH 2 lần thu được BaCO3 đúng không? Cộng nước. Đấy, là hình thành kết tủa đúng không? Đấy, giai đoạn 2 này. Giai đoạn 2 là hòa tan kết tủa. À, giữ nguyên. Giai đoạn giữ nguyên nó chính là CO2 cộng NaOH. Thu được NaHCO3 kết tủa giữ nguyên. Còn giai đoạn 3 ấy, nó là CO2 cộng với lại hòa tan kết tủa. Đấy. Thì các bạn nhớ là trong tất cả các giai đoạn này ấy, nó đều là tỷ lệ mol 1:1. Đấy. Thực ra mình viết các giai đoạn này này để mình hiểu là cái tỷ lệ mol ở trong các giai đoạn nó là 1:1 thôi, chứ nó không cần phải cái này đâu, số mol này đâu. Đúng không? Thế bây giờ các bạn nhìn vào cái đồ thị này này, các bạn nhìn vào cái giai đoạn này này. Cái giai đoạn từ A đến A cộng B này các bạn nhớ này, thì có phải là cái số mol nó tăng lên là B không? Từ A đến A cộng B này thì có phải số mol này nó tăng lên là B không? Đấy, thì các bạn hiểu là xét từ A đấy nhé, đến A cộng B nhé. Thì cái kết tủa nó thay đổi như thế nào? Kết tủa tại thời điểm A này, nó là M. Còn tại cái, đúng không? Tại cái thời điểm mà A cộng B này kết tủa là 3M. Kết tủa nó sẽ thay đổi từ M đến 3M. Đúng không? Đấy, thì từ đây các bạn suy ra là gì? Cái lượng tăng này nó tăng lên là B này. Đúng không? Tức là cái B này này thì nó tương ứng với lại 2M. Bởi vì nó, từ đây đây nó tăng lên là B đúng không? Thì cái lượng kết tủa nó tương ứng là 2M. Đấy. Tức là B này nó sẽ tương ứng với lại 2M. Đúng không? Khi các bạn có một thể tích là B ấy, thì cái lượng kết tủa nó sẽ thay đổi là 2M. Mà tất cả cái này đều tỷ lệ mol 1:1 hết nhá. Nên các bạn để ý này, cái giai đoạn từ đây đến đây này, từ đây đến đây này nó là 2M thì nó tương ứng với lại B. Đúng chưa? Thì cái giai đoạn từ 0 đến M này thì nó sẽ tương ứng là 0,5B thôi. Đúng không? Nó giảm đi một nửa. Vì 2M thì nó tương ứng với B. Thì đây là cái giai đoạn mà cái này nó chỉ từ 0 đến M thôi thì nó sẽ là 0,5B. Đúng không? Tương tự như thế các bạn hiểu này, cái giai đoạn này nữa này. Từ đây đến đây này. Đấy, từ đây đến đây này. Thì các bạn thấy là nó là từ 3M này, đây là tại đây là 3M nhá. Đúng không? Nó xuống đến đây là xuống còn 2M thì nó tương ứng là nó lại thay đổi M. Thay đổi M thì nó lại là 0,5B. Bởi vì các bạn biết là 2M thì nó tương ứng với B thì M thì nó tương ứng với 0,5B, đúng không? Thế thì các bạn hiểu là nếu mình xét từ 0 này đến B cộng 0,3 là cái điểm này này thì nó sẽ có một cái giai đoạn, hai cái giai đoạn, ba cái giai đoạn và bốn cái giai đoạn. Bây giờ mình cần phải tính cái giai đoạn này nữa là xong này, là mình sẽ tìm được giá trị của B. Đấy, thì tính cái giai đoạn này là như nào các bạn? Tính cái giai đoạn này là bạn phải tính được cái NaOH, bởi vì cái giai đoạn này là CO2 nó cộng với NaOH. Đúng không? Còn cái giai đoạn này là 0,5B, cái giai đoạn này là B, cái giai đoạn này 0,5B là mình xong rồi. Tức là các bạn sẽ có một cái phương trình là cộng tất cả các B lại cho nó bằng B cộng 0,3. Đúng không? Thì mình tìm được B. Nhưng còn một cái giai đoạn nữa mình chưa tìm được, đó là cái giai đoạn thẳng này này. Cái giai đoạn thẳng này mình chưa tìm được. Còn giai đoạn này là 0,5B nhá, giai đoạn này là B nhá. Giai đoạn này 0,5B nhá. Đúng không? Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ muốn tìm được cái giai đoạn này, các bạn lại phải hiểu là cái giai đoạn này là CO2 nó cộng với NaOH. Thì các bạn phải nhớ nhá. Giai đoạn 1 ý, cả cái này nó gọi là giai đoạn 1 này. Đấy, cả cái giai đoạn này nó gọi là giai đoạn 1. Thì trong cái giai đoạn 1 này này, các bạn hiểu ấy, là cái lượng kết tủa nó thay đổi là 3M. Trong cái giai đoạn 1 ý, lượng kết tủa nó là 3M đúng không? Trong cái giai đoạn 1 này này, cái tổng kết tủa nó tạo thành là 3M. 3M thì nó sẽ tương ứng với lại 1,5B. Đúng chưa? 3M nó sẽ tương ứng với 1,5B. Đấy. Bởi vì 2M nó tương ứng với B mà, thì 3M tương ứng với 1,5B thì tức là BaOH nó sẽ là 1,5B. Đúng chưa? Mà bây giờ các bạn có tỷ lệ BaOH và NaOH nó sẽ là 0,75 chia 1 nhá. Các bạn có này, số mol của NaOH chia số mol của BaOH 2 lần thì nó sẽ bằng
nồng độ của, bởi vì trong cùng một dung dịch nhá thì tỷ lệ về số mol là tỷ lệ về nồng độ. Cái tỷ lệ nồng độ là 1 chia 0,5. Đấy. Đúng không? Thì đến đây các bạn suy ra số mol của NaOH này sẽ bằng số mol BaOH là 1,5B. Đấy, nhân với lại 1 chia 0,75 thì nó bằng là 2B. Đấy. Số mol NaOH là 2B này. Thì suy ra CO2 cũng là 2B. Tức là cái đoạn này nó sẽ là 2B này. Các bạn hiểu không? Đấy, cái đoạn này sẽ là 2B. Đấy, thì bạn cộng tất cả các B lại cho nó bằng B cộng 0,3. Đấy, bây giờ các bạn suy ra cái điều cuối cùng này. Tức là bạn xét từ 0 đến B cộng 0,3 nhá. Tức là đến đây này. Đấy, từ 0 này đến đây này. Thì nó gồm có 0,5B cộng B cộng 2B cộng 0,5B. Các bạn có 0,5B này cộng B này cộng 2B này cộng 0,5B này, tức là 4B này, thì nó bằng B cộng 0,3. Đấy, tức là 4B trừ đi B là 3B bằng 0,3 thì B bằng 0,1. Đấy, được chưa? Thì đến đây là xong rồi. Đến đây các bạn chỉ cần lập biểu thức có V là được, đúng không? Bây giờ cho xuất hiện V là được. Thì thầy sẽ tính NaOH theo hai cách thì nó sẽ có V. Các bạn có số mol NaOH này. NaOH thì nó bằng thể tích là V này nhân với nồng độ là 1m. Thì số mol NaOH thì nó bằng là 2B, đúng không? Đấy, mà B tìm 0,1 thì nó bằng 2 nhân 0,1. Thì suy ra V bằng 0,2 lít. Đấy. Đúng chưa? Đấy, cũng dễ thôi nhá. Câu đồ thị đấy các bạn phải làm thành thạo cái dạng đồ thị muối carbonat nhé, bởi vì các bạn hiểu là cái đồ thị muối carbonat là dễ nhất. Câu thi thử thầy cho các bạn thi hôm trước là nó là hình tam giác cân. Tại sao lại là tam giác cân? Bởi vì cái câu hôm trước là nó không có NaOH, nó chỉ là sục CO2 vào BaOH thôi thì nó sẽ là hình tam giác cân, còn đây có NaOH. Câu này rất là hay. Đấy, đúng không? Bạn nào mà chưa thành thạo đồ thị này thì các bạn có thể đăng ký khóa luyện đề với thầy thì được tặng khóa IC. Các bạn vào khóa IC các bạn xem nào. Trong IC thì thầy dạy rất là kỹ về cái phần đồ thị này, dành ra 3-4 buổi để dạy cái phần đồ thị này. Thì cái phần đồ thị này bắt buộc em phải viết được phương trình ứng với từng giai đoạn thì em mới làm được. Ok, bạn Nguyễn Mạnh Thắng, 80B em hiểu rồi, thầy giảng hay quá, nãy em tưởng khó mà cảm giác gặp dạng này dễ hơn nhiều rồi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh Thắng nhá. Đấy, một câu comment làm thầy yêu cái việc dạy học của mình hơn nhá. Đấy, các bạn thấy là thầy dạy gần như là chăm chỉ nhất, đúng không? Đấy, thầy dạy ở trong nhóm thì cũng dạy rất là khô máu. Đấy. Quang Huy à? Cách này đỉnh, ok. Thật ra các bạn nhớ nhé, các bạn làm đồ thị, các bạn chỉ cần nhớ một cái tư duy đơn giản thôi là các bạn phải hiểu được từng giai đoạn trên đồ thị nó ứng với phương trình như nào, thì câu nào các bạn cũng làm được. Đấy, bạn nào học ở trong nhóm với thầy thì các bạn biết rồi. Cái đồ thị nó không phải dạng khó nhá, thì các bạn phải hiểu được từng cái phương trình ở từng ứng với từng giai đoạn. Câu 80 lúc đầu hơi khó. Ok. Rồi, đây là câu HNO3 này. Nhưng mà cái câu này nhá, là cái câu này thầy đã dạy các bạn ở trong cái nhiều rồi. Đấy, đặc biệt là những cái bạn nào mà học cái phần vận dụng cao vào chiều chủ nhật ý. Đấy, là thầy có dạy ý, ở trong nhóm NaC ý. Đấy, là 4 buổi dạy vận dụng cao đúng không? Trong khóa NaC ý, là có 4 buổi dạy vận dụng cao HNO3 ý. Đấy, các bạn xem kỹ 4 buổi đấy. Câu này là câu dễ nhất trong cái dạng HNO3 vận dụng cao rồi. Câu này là cái câu trong đề năm 2020 ý, đúng không? Mà năm đấy nó bị dịch nên là người ta cho đề nó rất là dễ. Câu này làm có một tí là xong, đúng không? Câu này các bạn hiểu là cái oxy, cái CO lấy oxy trong oxy, đúng không? Xong các bạn đem cộng HNO3 tính một phát là xong. Có bài này chỉ có cái bài này là có 3 ẩn thôi. Bình thường cái bài HNO3 là phải 4 ẩn, bài này có 3 ẩn. Giải dễ như ăn kẹo luôn. Đúng không? Cái bài này đầu tiên em có kim loại M đúng không? Em cộng oxy thì nó thu được M và oxy. Tức là có kim loại và oxit.
đúng không? Nó có khối lượng là 35,3 này. Xong em cho qua CO nhá, thì cái lượng oxy nó bị mất đi một chút, đúng không? Bởi vì nó tạo thành CO và CO2. Thì bây giờ bạn đổi cho thầy số mol nhá. Ban đầu là có 0,6 mol, thì lúc sau tạo thành CO và CO2 thì carbon nó không đổi, nó vẫn là 0,6, đúng không? Đấy, thì bây giờ các bạn tính một chút này, tổng số mol là 0,6 này. Đấy, nhưng mà sau phản ứng thì nguyên tử khối của hỗn hợp sau phản ứng là bằng 36. Đấy, là 28 này, 44 này, 0,6 nhân với lại 18 nhân 2 này là 36 này, nó bằng 0,3 và 0,3. Thì các bạn phải hiểu ấy, là cái lượng oxy ở trong oxit nó bị mất đi là 0,3. Tức là ban đầu nhá, cái hỗn hợp thu được cái hỗn hợp này này, nó có khối lượng là 35,3 này. Nhưng khi các bạn cho CO qua hỗn hợp Y nhá, đây là hỗn hợp Y nhá. Đấy, thì các bạn cho CO qua hỗn hợp Y, đúng không? Bạn thu được hỗn hợp Z này này, thì cái khối lượng nó sẽ bị giảm đi một chút. Nó giảm đi bằng bao nhiêu? Cái MZ này này các bạn tính này, nó sẽ bằng 35,3 trừ đi lượng oxy bị mất là 0,3 nhân với lại 16. Nó chính là cái lượng oxy ở trong, nó chạy vào trong CO2. Cái CO2, tức là cái CO này này, nó lấy oxy trong oxit để nó tạo thành CO2. Thì cái lượng oxy bị mất là 0,3 mol. Đúng không? Các bạn hiểu không? Nó bằng 30,5. Tức là đây là 30,5 này em này. Đấy, xong 30,5 này em cho cộng HNO3. Đúng không? Một bài toán cơ bản. HNO3 là 1,75. Thì thu được dung dịch muối có MN cộng. Có NH4 cộng là chắc chắn rồi, bởi vì có kim loại magie. Có NO3 trừ. Khí ở đây có khí NO và H2 cộng với nước. Câu này em tính là C. Ok. Được. Tổng số mol của khí là 0,2 này. Nguyên tử khối là 14,75 này, 30 này, 28 này, 0,2 nhân 14,75 này, nhân 2 này, 0,15 và 0,05. À, cái này là nitơ chứ không phải H2 nhá, thì viết nhầm. Đấy. Thì đến đây các bạn nhớ là cái bài này ấy, mình chưa biết cái gì thì chắc chắn là mình sẽ có một công thức H cộng. Thì H cộng kiểu gì nó cũng liên quan đến số mol của oxy NO, N2 và NH4 cộng. Nên các bạn cứ gọi cái này là X cho thầy, cái này là Y. Và cái này sẽ có một cái ẩn là M nữa, M gam đúng không? Đấy, thì bạn đập bảng vào phương trình, bạn tìm ra M luôn nhá. Phương trình đầu tiên nó sẽ là cái phương trình 30,5 này, đúng không? Hoặc là cái này cho phương trình là 120 cũng được. Một cái này 120, một phương trình nữa, xong có một phương trình H cộng. Đúng chưa? Đấy. Thì ở đây cũng là M gam nhá. Các bạn đập cho thầy bản 3 phương trình này. Phương trình thứ nhất này là M cộng với 16X thì bằng 30,5 nhá. Đúng chưa? M cộng 16X 30,5. Phương trình thứ hai này, M này cộng 18Y này. Đấy, cái này các bạn bảo toàn nitơ một chút nhá. Nitơ có 1,75 này. Các bạn trừ đi 0,15. Đấy, nitơ có nhá, 1,75. Các bạn trừ đi 0,15, trừ đi 0,05 nhân 2 thì nó bằng 1,5. Đấy. 1,5 trừ Y. Sorry các bạn. Cái này có 1,75 này. Em trừ đi 0,15. Trừ đi 0,05 nhân 2 và phải trừ đi Y nữa. Y là nitơ trong NH4 cộng. Đấy, thì cộng với lại 62 nhân với lại 1,5 trừ đi Y. Theo đề bài nó bằng 120 gam muối. Đúng chưa? Và phương trình cuối cùng đó là phương trình H cộng. H cộng thì em bằng cái gì? H cộng nó bằng 1,75 này. Thì nó bằng lần 2 lần oxy là 2X. Cộng với lại 10 lần NH4 cộng, 10Y. Cộng với lại 4 lần NO là 0,15 nhân 4. Cộng N2 là 0,05 nhân 12. Đúng chưa? Đấy, thì đến đây các bạn tìm ra MXY là xong. Nhá. 1 này, 16 này, 0 này,
30,5 này, 1 này, 0 này, 18 trừ đi 62 này. Đấy, 120 này trừ 62 nhân 1,5 này. Cái chỗ này là 2 này. À, ẩn m là 0 này, 2 này, 10 này. Đấy, 1,75 trừ 0,15 nhân 4 trừ 0,05 nhân 12. 28,1. Được chưa? 0,15 0,025. Được chưa? Ok, bạn Nguyễn Mạnh Thắng vào học không thầy giảng hay lắm. Ok Nguyễn Mạnh Thắng, rủ bạn học đi. Đấy, bạn Nguyễn Mạnh Thắng này các bạn thấy là rất là cao thượng đấy, đúng không? Có nhiều bạn là thấy ở đâu dạy hay hay tí là giấu giấu học một mình. Đấy, nhưng bạn Nguyễn Mạnh Thắng bạn ấy cứ rủ bạn Hải Nam vào. Đấy, đấy là những người anh em tốt, đúng không? Đấy, có nhiều bạn bảo thầy em cay thằng bạn lắm, định không chơi với nó nữa. Hỏi sao, bảo là em với nó đi tán gái. Nhưng mà gì nhỉ? Đấy, nhưng mà bị đánh, xong là nó chạy mất thầy ạ. Đấy, xong bảo là bảo hỏi nó là sao bạn ấy lại chạy. Nó bảo là chắc là hôm trước bạn ấy giận em bởi vì đi chơi net. Đấy, đấy, đi chơi net game 10.000 một tiếng nhưng mà em không chi cho bạn đấy, không chi cho bạn đấy, thế thì đi tán gái đấm nó chẳng chạy, đúng không? Đấy, anh em có gì ngon anh em phải kiểu anh em phải có thể là Valentine mình không mua quà cho bạn gái đấy, nhưng mà đi chơi là mình phải khao bạn thân của mình nhá, đúng không, thì mới được. Câu này em đặt ẩn là O, N, H4 và N, O, 3 là X, Y, Z. Cũng được em. Nói chung bài này các bạn có nhiều cách đặt ẩn. Đặt kiểu gì cũng được. Câu số 78 là câu đồng đẳng hóa thôi nhé. Câu này các bạn dễ lắm, không khó đâu. Đây các bạn có là gì đây? Hỗn hợp E gồm có 2 este thôi. Chỉ chứa chức este tạo từ axit carboxylic với lại ancol no nhé. Ancol đây là ancol no này. Đấy. X là đơn chức, Y là hai chức, cho 36,7 gram E phản ứng với NOH thu được ancol, hai ancol và hỗn hợp 37,4 gram hỗn hợp hai muối có cùng số nguyên tử carbon. Đốt cháy hoàn toàn F thì cần 0,825 mol oxy và thu được 0,6 mol CO2, tức là đốt F là cái gì? Đốt F là ancol, tức là bài này em phải đồng đẳng hóa ancol rồi. Đúng không? Bởi vì những cái dữ kiện này em không đồng đẳng hóa ancol thì em không thể xử lý được. Nhá. Thì cái bài này trong cái khóa học thì thầy đã dạy đồng đẳng hóa rất là kỹ rồi. Đúng không? Các bạn phải học lại cái phần đồng đẳng hóa nếu mà chưa thạo nhá. Ở trong cái khóa này C. Thì ở đây các bạn thấy là cái này đúng không? Thì thầy chắc chắn các bạn nhá, nó cho hai số liệu như này thì không thể nào hỗn hợp này là hai ancol đơn chức được. Bây giờ các bạn phải suy luận xem này, ancol thì chắc chắn là no rồi. Nhưng liệu nó là đơn chức? Liệu chắc chắn là phải có một ancol đơn chức rồi bởi vì este đơn chức đúng không? Nhưng liệu cái este hai chức này nó tạo nên từ ancol đơn chức hay là muối hai, nó tạo nên từ ancol hai chức hay muối hai chức? Thì thầy chắc chắn các bạn là cái este hai chức này nó sẽ tạo nên từ ancol hai chức, chứ nó không thể tạo nên từ ancol đơn chức và muối hai chức đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ ancol này người ta cho hai số liệu, đúng không? Nếu nhá, nếu mà ấy, các bạn hình dung ấy, cho hai số liệu ấy thì nó phải là ba ẩn. Còn nếu mà hỗn hợp này hai ancol này đều đơn chức hết nhá, hai ancol này đều đơn chức hết mà no hết nhá, đúng không? Thì nó dễ quá. Bây giờ thầy thử đồng đẳng hóa nhá. Nếu trong trường hợp cái này chắc chắn là sai rồi, nếu trong trường hợp ancol no hết nhá, ancol đơn chức hết nhá mà nó cho no rồi, thì thầy đồng đẳng hóa nó là CH3OH và CH2, đúng không? Thì cái bài này các bạn bấm hai ẩn hai phương trình, đúng không? Thì cái này đốt thì cần 1,5 oxy này, cái này đốt thì cũng cần 1,5 oxy. Các bạn nhớ công thức tính hệ số oxy nó bằng carbon cộng H chia 4 trừ O chia 2. Thì đáng nhẽ là cái tổng mỗi chất này đốt nhá, mỗi chất này đốt thì tạo ra một CO2, nên là tổng của hai chất này ấy, nó tạo ra CO2 này, nó bằng 0,6. Thì hai chất này phải là 0,6, thì cái lượng oxy ý, nó phải là 0,9. Mà đây lượng oxy là 0,825. Chắc chắn là cái này đúng không ạ? Đấy là mình nhẩm nhanh một chút. Tức là cái đồng đẳng hóa ancol này này các bạn phải hiểu này. Thì ancol ở đây nó phải là CH3OH. Đấy. Phải có ancol hai chức. Đúng không? Thì em gọi là A, B và C thôi. Giải ra cái là xong rồi. Sẽ có một phương trình khối lượng nhá, em nhá. Sẽ có một phương trình khối lượng.
Cái số mol NH, nếu cái này là A và B ấy, thì cái NH nó sẽ là A cộng 2B. Đúng chưa? Nó sẽ bằng số mol của ancol. Thì bản ba phương trình là sau. Đấy. Rất là đơn giản. Đúng chưa? Các bạn có 32A này cộng 62B này cộng 14C này. Đây là phương trình khó nhất. Là phương trình khối lượng. Khối lượng thì em bảo toàn nó bằng hỗn hợp nhá. Này, ST là 36,7 này. Cộng với NaOH là 40 này. Nhân A cộng 2B này. Đấy. Trừ đi muối là 37,4. Được chưa? Đây là phương trình khó nhất. Khối lượng của ancol thì bằng ST cộng NaOH trừ đi muối. Còn những phương trình còn lại thì rất là dễ này. Carbon này, A cộng 2B cộng C này bằng 0,6 này. Cái này đốt thì cần 1,5 oxy này, 1,5A này. Cái chất này đốt thì cần mấy oxy này? 2 này cộng 6 chia 4 trừ 2 chia 2 này, cần 2,5 oxy này. Cái này đốt CH2 thì cần 1,5 oxy nữa. Theo đề bài bằng 0,825. Thì đây bạn tìm được ABC là xong rồi. Xong bạn tìm muối nữa là xong. Đúng không? Bài này cực dễ. Cái này bấm nhầm nhá. Hệ số này nó phải là 32 trừ 40 đi. Đấy. 62 trừ đi 40 nhân 2 này. 14 này. 36,7 trừ đi 37,4. Đúng không? Đấy. Thì 1210,6 này. 1,5 này, 2,5 này, 1,5 này, 0,825 này. 0,1, 0,15, 0,2. 0,2 thì chắc chắn các bạn nó chạy vào cái chất này rồi. Đúng không? Đấy, tức là cái hỗn hợp của em ấy nó chính là C3H7OH. Nó là chạy hai gốc vào, nó bằng 0,1. CaH4OH 2 lần 0,15. Đúng chưa? Đấy. Và từ đây các bạn tính ra được số mol NaOH nhé, bằng A cộng 2B. A này cộng 2B này, nó bằng A cộng 2B. Đấy, thì bằng 0,4. Đúng không? 0,15 x 2, 0,3 cộng 0,1, 0,4. Đấy, thì đến đây các bạn tìm ra nguyên tử khối trung bình của muối này. Để tìm hai muối mà. Đúng không? Hai muối thì có cùng số nguyên tử carbon. Đây, các bạn có 37,4 chia cho 0,4, 93. 93,5. 93,5 thì nó chính là C2H5 là 96. Đúng không? Hai muối có cùng nguyên tử carbon à? Đúng không? Thì các bạn biết là nó chính là C2H5. Đấy. Nó chính là C2H5 đúng không? C2H5 COONa, cái này là 96 đúng không? 96. Nếu mà C2H4 thì nó là 94 thì không được, đúng không? Vậy thì nó phải là C2H. CH thì nó là 92. Đấy, nó là C2H COONa, nguyên tử khối là 92. Cũng có thể là CH, cũng có thể là CH4 với lại CH. Đúng không? Nhưng bạn thử hai chất này trước với nhau nhé, xem được không nhé. Các bạn bấm này, tổng số mol này. Tổng số mol của hai chất này nó bằng NaOH là 0,4 này, 96 này, 92 này. Nó bằng 0,4, à nó bằng 37,4. Đấy. Thì 0,15, 0,25. Đúng không? Thì gọi cái này là x và y, bạn giải cái hệ. X cộng y thì bằng 0,4. 96x cộng 92y. Đấy, bằng 37,4. Thì cái này nó bằng 0,25, 0,15. Đấy, còn nếu trong trường hợp nhá, bây giờ thì giả sử là chỗ này nó là CIH là một thằng là 92, một thằng là 94 thì được không? Chỗ này là 94 xem nào. 0,3 và 0,1, 0,3 và 0,1. Thì liệu có được không? Bây giờ nó có một trường hợp nữa nhé. Nếu mà là C2H3 này, CONa này, và C2H này, CONa này, thì thầy bấm ra nó chất này là 0,3. Chất này là 0,1.
Nhưng mà trường hợp nào đúng? Trường hợp nào chúng ta có thể ghép được? Hai cái này nếu nhá, nếu trong trường hợp này nhá thì cái 0,1 này này. Cái thằng C3H7 này này, nếu trong trường hợp này nó sẽ ghép với lại C2H5 ở đây à. Đúng không? Còn nếu trong trường hợp này thằng này nó không phải C2H này nó ghép với thằng này ở đây. Em tính thử thấy ổn, nhưng mà em thấy trường hợp 1 ổn hơn. Hình như cái bài này người ta cho lỗi nhỉ các bạn nhỉ? Tại sao lại cả hai trường hợp đều thỏa mãn nhỉ? Nếu mà trong trường hợp này nha các bạn nhé, nếu trong trường hợp này thì các chất của em nó sẽ như sau này. Cái 0,15 này chắc chắn là nó phải đi với 0,15 này, đúng không? Còn cái 0,25 này nó đi một gốc vào đây, và còn một dư 0,1 nó vào C3H7. Tức là lúc nếu trong trường hợp này nhá thì nó sẽ là C2H5 COO C3H7. Đấy. Và cái este kia thì nó là, cái este kia nó là C2H5 này, CO này, C2H này, CO này, chỗ này là C2H4. Thằng này 0,1, thằng này 0,15. Đúng chưa? Đấy, còn nếu trong trường hợp này nhá thì cái este của em nó là C2H COO C3H7. Đấy, thằng này số mol là 0,1. Còn cái 0,3 này này nó ghép với hai thằng này. Đấy. C2H3 này CO tất cả hai lần C2H4. Thằng này là 0,15. Hai trường hợp đều là 69,48 thầy ạ. Ảo ma vậy. Hai trường hợp đều là 69,48 á. Đâu thể tính thử nhá. Khối lượng thì nó đều là 36,7. Đúng không? Khối lượng thì đều là 36,7 này. Trong trường hợp này nguyên tử khối là bao nhiêu? Các bạn tính cho thầy này. 29 cộng 25 cộng 44 nhân 2 cộng 28 này. 170 đúng không? 0,15 nhân 170 chia 36,7 nhân 100 thì bằng 69,48. Trường hợp dưới này xem nào. 2 à, ừ đúng 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 đúng. Các bạn để ý này. Cái này là CaH5 cộng với CaH thì nó bằng 2 gốc CaH3 đúng không? Ừ đúng đúng. Nó bằng đều bằng 69,48. Đúng không? Bởi vì các bạn hiểu nhá. Cái này thì coi như là cái chất này là 5H thì nó chuyển 2H thì nó thành CaH3 đúng không? Coi như cái này chuyển 2H từ đây xuống đây thì nó thành 2 gốc CaH3. Đấy, thì cái này cũng phải là CaH3 luôn đúng không? Ơ, không, không được. Nhưng mà nếu chuyển như thế thì cái chất này nguyên tử khối nó thay đổi mà. Đúng không? Cái này nguyên tử khối nó thay đổi thì làm sao nó vẫn là 69,48 được. Nhờ yeah. Chỗ này là CaH5. Chỗ này CaH5, chỗ này CaH. Hình như là chỉ có một đáp án đúng á. Cái này có đúng khối lượng là 36,7 không? Đáng nhẽ là hai cái muối này nguyên tử khối nó bị thay đổi thì cái phần trăm nó cũng bị thay đổi theo chứ nhỉ? X là 0,15 á. Đâu thì bấm lại xem nào. Ừ, 0,15, sorry các bạn. Đây 0,15. Đây 0,25. Thầy viết lộn rồi.
đúng không? Nếu thế thì cái chỗ này ấy, cái 0,25 này ấy, nó vẫn chứa một gốc này, một gốc này. Và chỗ này nó phải là C2H. Chỗ này nó phải là C2H. Đấy, thì nó mới đúng chứ. Đấy. Đúng, bạn Quang Huy này nhắc đúng đấy. Thì cái chỗ này nó 0,25 thì nó chứa gốc C, thì cái muối đơn chức nó là gốc C2H, thì có phải nó giống hệt nhau không? Đấy, thì bây giờ thầy mới thấy nó giống nhau này. Bây giờ thầy mới thấy đúng này. Bởi vì hai cái này nó giống hệt nhau, đúng không? Đấy, đều là 0,1 mol C2H. Đấy, và cái này ấy, các bạn thấy là hai cái này nó cũng giống hệt nhau. Cái này hai gốc CH3 thì cái này CH5 cộng CH thì nó cũng là hai gốc CH3 thôi, đúng không? Thì cái phần trăm nó mới không đổi. Đúng rồi. Đấy. Chứ vừa nãy là một thằng là CH5, một thằng C2H thì không thể nào phần trăm nó giống nhau được. Đúng không? Đấy, rất là hay. Ok nhá. Sáng mai các bạn có đi học không? Để thầy còn tính xem nào, sáng mai có live stream tiếp không nào. Sáng mai các bạn có phải đi học không? Đấy, hôm nay mà học 500 mắt thì sáng mai thầy live stream tiếp luôn. Nhưng mà hôm nay yếu quá nhỉ. Hôm nay được có hơn 100 mắt. Học sinh cuối tuần lười học quá. Hoặc là có nhiều bạn, bạn ấy thấy đề này nó dễ, bạn ấy không học. Không biết học sinh đi đâu hết. Thầy đang định là 10:30 sáng mai ấy, dạy, xong là chiều mai thì thầy dạy ở trong nhóm khóa học. Các bạn đăng ký học. Nay tiếp à? Sáng mai bọn em được nghỉ. Sáng mai thì thầy định chữa một đề lý thuyết thôi. Đấy, chữa một đề lý thuyết 28 câu như hôm trước ấy nhá. Đấy, như hôm mùng 6 Tết ấy là chữa một đề lý thuyết 28 câu ấy. Đấy, thì hôm mai thầy định chữa đề số 2. Nay tiếp thầy ơi, chiến tiếp à? Sáng mai 10:30. Bởi vì là lúc sớm sớm là thầy bị bận một chút. Đấy, thì tầm 10 giờ đổ lên thì mới live stream được. Sáng mai 10:30 các bạn có học được không? 10:30. Thanh Đạt tới bến luôn. Quang Huy mấy giờ? Chắc tầm 10 giờ mới 10:30. Sợ mai live stream được đúng 20 ông xem thì chết nhá. Vừa nấu cơm vừa xem thầy vẫn ok à? Sợ mai live stream được đúng 10 ông xem thì chết nhá. Ok rồi, để thầy tính xem như thế nào nhá. Xem không biết các bạn có ủng hộ học đông đông không nhá. Ok, bye bye, chào tất cả các bạn. Có gì thầy sẽ đăng tài liệu lên page nhá.